Hôm nay nha, mày ăn bát nào mày sẽ bỏ nguyên ra bát đấy, đừng có bỏ lẫn cỏ sao sau này, để lúc này bảo em ăn nhiều ăn ít để xem cường độ của mày là bao nhiêu. Thánh ăn tiết canh cơ mà, xem hôm nay mà không vượt quá bát thứ bảy là thôi không bao nói chuyện với tao nữa. Năng lực của mình so với các anh chỉ được khoảng tầm 60-70% đủ được thôi. Nhưng mà mình không trước anh Nguyên thì đây năng này. Hello, xin chào cả nhà, chào cả nhà ngày mới. Hôm nay mình ngày mới cũng là năm mới, Tết Tây là năm mới nhỉ. Đó. Chúc cả nhà an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Đấy. Tối hôm qua mình được thằng có em nó đi làm về, nó điện cho mình 11 giờ đêm qua nó điện cho mình là sáng nay là rủ bảo mình rủ nó đi ăn, dẫn nó đi ăn tiết canh, nó nhận nó làm thánh ăn tiết canh, thách thức mình ăn tiết canh bi. Đấy, điểm hẹn gặp nhau ở quán là nó ra đây trước. Đấy cả nhà, khế nhiều quả quá đây, đang xài quên đang nói lại khế. Đấy cả nhà, nó dám kêu hôm nay nó ăn hết 7 bát à. Mỗi lần mình bảo 10 bát thì nó mới đi, nó bảo thôi 7 bát với lại một bát phở. Rồi được rồi, ra chiều nó, cái thằng này mình đã nhận lời với nó đi. Nhưng mà mình thì nói chung là ăn thì nó là tuổi gì, nó ăn. Nhưng nó bảo là em là thánh ăn ơi, tiếng Anh thánh ăn ớt. Được rồi. Đấy là mình đi bắt đầu là lên đường, nó đi ra đấy trước là nhà nó gần đấy nó ra trước à. Mình đang khua Toàn với lại Định Xuân ra. Thằng nào để làm cái clip là anh em là thánh ăn tới canh, nó bảo nó bảo là nó kiểu anh chưa là cái tuổi gì thế mới điên. Nói chẳng qua là mình không thích thánh đấu, nó thánh đấu nó ăn thì nó là cái tuổi gì không mà. Cuối cùng mình đi lên vào đấy ăn tiết canh bê phở bò nhá. Đây thị trấn ăn sáng bình minh đây rồi. Trời đang nhú thật rồi. Sương hơi mờ mờ đi, thời tiết là bây giờ cô này đi cứ xe lạnh này cả nhà. Nấu gì? Nó đang làm nấu à? Chuẩn bị ra chưa? Chào các thằng em. Chào cả nhà nhá. Ừ, đông nghịt chưa? Khiếp người luôn. Đấy. Tiết canh bê. Bún phở bò. Bún phở bò. Bài ca truyền thống tiết canh bê bún phở bò. Cứ này là vào lấy đồ ra chưa thằng em nhá. Đồng lắm cả nhà, đi về ngoan quá, người đẹp bán bán bún bánh phở tiết canh bê. Hello ông em, ông Mập. Chào anh nhá. Rồi, tiết canh bê đây cả nhà, cao thủ đánh tiết canh bê đây, nhưng mà chầu này đánh thua bà xã rồi. Bà xã vừa đánh đỉnh cao lắm, đúng không ạ? Hôm nay anh em đánh luôn không? Đỉnh cao. Không nói thì nói là luyện phụ nữ nó giỏi đây thì mình mới nhạn được đúng không? Đấy cả nhà này, hôm nay có như một dàn này. Ra muộn quá đâm ra là hết đấy cả nhà, mà đông quá, khách lắm. Đông rồi. Đúng rồi. Đông rồi. Đông rồi. Tuyệt vời chưa? Chào các bạn. Đấy, chào các bác à. Chào các bác hay chào các bạn này. Chào các nhà. Phải chào cả nhà ấy, nó thân tình cảm dạt dào ấy. Có à? Vâng. Ngon nhỉ, quen. Đây có người hết rồi đây. Bún ngon cả nhà. Tập
chưa? Đấy. Quán này đông đặc. Chủ quán trong này, chủ quán quên đấy, chút nữa xin chào nhá nhỉ. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhá. Rồi, 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 cảm ơn đấy. Hôm nay mới lại xuất hiện bánh tứ canh đông lắm cả nhà. Tuyệt vời mặt trời. Bánh mua dạn luôn ra đây cả nhà, đấy như thế. Hôm nay dám thách thức ông biển từ đêm hôm qua, mai là thánh ăn tứ canh. Được. Tí xem mà dã được bao nhiêu bát này, cho nổ luôn tuyến Việt Nam. Với cả nhà, một dàn tứ canh. Thách ông thánh này, ông bảo là chơi thánh tứ canh, dám xưng là thánh tứ canh với biển rồi. Mà cơm hôm nay mà không đã được là chết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 bát, phải không? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 bát. 15 bát tứ canh và một bát nạ. Chanh ớt tỏi đây. Tỏi đây. Riêng tỏi ớt là phải một bát này đấy, cả nhà nhìn thấy chưa? Kinh điển chưa? Rau sống hàng rổ, các kiểu chanh. Đấy. Chanh hành ớt tỏi. Chanh hành ớt tỏi. Cái này là tí ăn bún được. Cái đấy cái gì? Đi ăn với bún này. Ngâm với cả tỏi ngâm. Đi ăn bún. Đấy. Đây đi. Tôi dậy bỏ mắt nhá, rút điện thoại sạc cho nó bảo. Ôi giời ơi, mắc mẹ thằng người chưa? Rồi, sấn đi các thanh tiết canh thôi. Em có nghĩa là em làm đấy, em cao hức. Em làm em cao hức khoảng tầm 15-20 phút rồi, bắt đầu em mới bảo. Các thanh tiết canh bắt đầu ra tay, thể hiện. Như là chà mào. Ớt như chà mào. Đây là gọi là thanh ớt luôn, chứ không phải là thanh tiết canh. Mình ăn ớt đó. Hôm nay nha, mày ăn bát nào mày sẽ bỏ nguyên ra bát đấy, đừng có bỏ lẫn cỏ sao sao này, để lúc này bảo em ăn nhiều ăn ít để xem cường độ của mày là bao nhiêu. Ở nhà mình chia sẻ này, ông này ông bảo là đêm qua ông đi làm về, ông điện cho mình và ăn hôm nay và ăn tăng tốc tiết canh, nhưng mà không biết là nhận làm thánh ăn tiết canh cơ mà. Xem hôm nay mà không vượt được quá bát thứ bảy là thôi, không bao giờ nói chuyện với tao nữa. Tao bảy bát này tao thổi bay như nhàn như không. Nhưng mà em có phải có gì ăn cái này phải có hạt tiêu cả. Chưa bao giờ muốn biết các anh năng lực của mình so với các anh được khoảng 60-70% được không? Nhưng mà mình đây. Đâu? Bát nào? Rồi rồi, ăn xong rồi để nguyên cái chỗ này. Cấm được trà trộn. Chanh bỏ ngọn vào. Chỉ được 3 chén thôi, riêng mỡ. Ngày hôm rồi, chỉ 3 chén thôi. Thánh ăn tiết canh. Anh bắt đầu ra là chút nhiều. Để nước ăn nó mát mẻ. Đây, năm này. Tỏi ớt kia cũng đầy đủ hết đấy nhầy đấy. Cứ gọi là thánh ăn ớt luôn đấy. Hello gái à, đấy hai bố con bây giờ ra. Và đây mấy ông biển thế này. Đi ăn phở bò nhá. Ra đây ăn phở bò mấy ông biển thế này. Nó ăn phở không? Ừ. Gọi nó bắt. Mình làm nốt miếng. Mát mẻ là người. Mời cả nhà nhá. Ngon quá. Ây à, đấy. Hôm nay là chủ đề là đi thánh, các thánh dẫn các thánh đi ăn tiết canh cả nhà. Mục tiêu nhất là cái ông thánh này. Ông
Đêm hôm qua ông đã đi làm về, cái ông đã từng ông đã bảo mình là sáng nay là thánh là giết thần rồi. Vẫn thiếu à? Thiếu lại tiếp tục. Bát thứ hai nó mát mẻ được rồi. Bát thứ hai à? Tay tay này mấy bát rồi? Năm hai bát rồi. Ừ, hai, mày hai rồi gì? Thế còn cái bát bát này bát của Toàn à? Ừ, toàn. Ừ, toàn phải bỏ riêng ra. Có tí nữa nó lại cãi, tí nữa nó lại kêu là em ăn rượu xưa, nó bảo kêu toàn em ăn hết. Tay nó khiếp lắm. Bục vai về. Mày hai bát đấy, không được cãi được. Lên đây. Ta đang bấm máy rồi đấy. Phở bò không phải phở trâu đúng không? Kia này. Anh còn ăn bát dưới bát dưới. Lắc cái kia quên chứ mà không lắc à? Quên hết anh em tình cả anh em đến thế thôi sao à? Giật được vào. Dung một hình. Dung hơn đấy mình cứ chia sẻ đấy, quá cái nhà đấy để riêng cho chỗ này, không là nứt chỗ này để trong đây ta điều chỉnh nhau, hôm xưa nó cãi ra nó kêu là em ăn hết này, mày đây là toàn một rồi đúng không? 1, 2, 3, ừ, đấy xếp hết vào, cái góc này của mày phải xếp vào, đừng ngó đổ ra, đổ hết vào, không nói nhiều, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thánh ăn thánh canh thánh Đỗ Duyến ăn 7 bát canh ngày hôm nay nhá. Đấy có hôm xưa cái xanh nhọn mình rồi em ăn hết. Các bác không ăn miếng nào. Xong cái tí nữa phải kèm thêm bát phở nữa chứ đúng không? Hôm qua mà hôm đầu rồi, đúng không? Rồi, hôm nay tao quan sát bằng hết đi thôi. Ngày em chỉ 2 cái. Mình nhiều camera. Ừ, hôm nay là còn Đinh Xuân 3 bát. Đầu bếp Hải là 2 bát. Cho anh thêm một bát nữa cho đủ cái không anh thiếu một bát rồi. Thằng này tăng thêm bát nó rồi. Đủ rồi nhưng tăng thêm một bát nó đang bát rồi anh. Còn nó mang bát rồi. Đây biển 2 bát. Đấy còn là nó là 7 bát. Xuân 3, Hải 2, Lê Toàn 2. Đó là kia đấy. Chào mừng anh. Thật. Wow, từ bé từ gặp à? Thế thì cái này hết đi. Bây giờ thấy ngày hôm nay mà anh được nặng cái trong tâm hồn hình cái nặng mày cái đôi cái này là hết rồi. Nhà nha. Nếu đôi cái này hết trách nhiệm hai ba đây à? Nguyên bản đấy, không được di chuyển nữa, bây giờ của ai đấy rồi, của tao để góc đây rồi. Ừ, đấy, xin mời cả nhà, Hải đang bảo mình xin mời cả nhà đấy. Ăn nhanh rồi. Ủa, cứ phải xìa to này ăn mới sướng, ăn uống một bát to xìa lớn. Ớt tỏi ăn vào cho nó đỡ ngán. Đại ca Nam là làm một mình một bát phở trâu, không ăn phở bò mà ăn phở trâu. Ăn một mình bát phở trâu. Ngon như nào? Giỏi đó. Mời thánh một chén nhá. Hết nhá. Mời thánh một chén hôm nay. Mày hôm nào phải ăn 15 bát mày mới là gọi là thánh cao. Nhưng mà cướp đâu mà hôm nào mày. Ta một tháng về mà cũng hơn nên được cái cơ này. Không nên quên, không biết được. Bây giờ đến được kiểu cắm thẻ. Một số gạt mắm rồi. Anh ơi, cứ thịt chiến. Cứ đầu nhà nha. Cứ thịt chiến được.
Tình ớt xanh hành tỏi. Đấy, người ta thiết thẳng rồi nên mình chỉ là... Đấy rồi. Cánh mình đi ăn, nhà biết rồi là phải ớt xanh hành tỏi, cái gì phải nhiều. Húng nhiều cái đi, đủ các kiểu con đà điểu nhét hết vào đây, cho vào mồm. Tuyệt vời đấy cả nhà. Cũng tính mình đấy rồi. Đủ quán mang ớt vào tiết mà vào chén này nhé. Nặng tiếp tục này. Quán ớt. Quán phải đâu? Quán rồi. Đây. Đấy. Nhìn thế nào? Đúng không? Ta bổ hết rồi, bắt hết rồi. Đấy, nhạc với là 3 bán rồi, 4 bán rồi. Đấy mà nhé. Chọn mà ngày mai nó cao á. Tối luôn, tối luôn. Còn 3 nha. Mở đi. Có còn ai đánh nghe để chấm đây. Chấm tiền này. Ôi thơ. Công tác mà mày bước bằng. Mới người công tác này nào lên được. Ở đây là năm rồi. Không cút đâu. Thánh nhân thế này nha cả nhà. Tập trung hôm nay thánh nhân thế này. Mình quay đi mình khoan lên nhỏ mất cả. Có một niêm dư ăn gần đây nhất nha bảo là về đang canh đoạn mình các bác cũng toàn em ăn hết. Thế mà nó xin làm thánh sao? Hôm nay mình sẽ làm cái cách là phân chia ra danh giới là nó mất hại. Nhưng mà một phải một bát ở ăn là hết sạch cả nước. Rõ ràng không hợp đồng nhau mà nào chúc mừng quá hợp đồng là hợp đồng đấy là có Đâu rất là nhiều lắm. Này nói chưa được. Ừ, nó đang uống chút phần riêng chút phần cái. Bên này nào? Là cái bánh của chúng mày. Chúng mày đi. Đúng đâu? kiếm nó cả nhà. Còn trường mới đầu với Hải xuân còn tí thôi. Mà phải nói này, cái kênh chủ quán này đánh đẳng cấp rồi. Anh em ăn miếng to, chứ kênh ăn xìa to. Duyến này cả nhà nghĩ cái gì Duyến là chưa phải là thánh được, gặp biển thì cho tắt điện hết, nó thật luôn. Sách dép sách giày đường biển không ngại, mới có 7 bát kêu em đắc đầu. Mời cả nhà nhé.
Nàng các kiểu trong con này nhớ nào ở nhà ăn được nó ngon, thế nên là cứ mà ăn được tỏi ớt nạc các thứ rồi hết rồi đây ớt được có rồi bốn năm miếng ớt đây rồi đây này cả nhà, nói người Việt Nam ta nói là phải làm đây này, ớt nó vẫn còn này, này nhìn đi cả nhà. Cho anh một bát nhiều giá vào cả nhà, mình là thích ăn nhiều giá, gọi là rau ngốc ấy, anh nhiều giá cho cô chủ quán nhá. Bốn bỏ ra ăn anh. Còn anh là đầy đủ không? Cho thêm nhiều giá vào cho anh. Để theo dõi kênh của Biển, anh Biển Nguyễn Ngọc với cả anh Lên Toàn nhá. Mong mọi người ủng hộ hai kênh nhá. À đây, chào chân nhân chú Xuân ơi. Ok, chân. Được. Chú Dương anh. Ôi. Đây có rồi. Chấm đi. Giao lưu với ông Mập chủ quán Tích Anh B cái. Anh Mập, anh đang nhà nhá. Trông phong độ đẹp dài này. À quên đi tiếp tục, không phải là đẹp dài. Vâng. Nghe anh mày. Rồi. Rồi. Đây cho chúng ta. Rồi. Mời cả nhà nhá. Đã mời được chấm bông đây đấy. Đấy, được. Lắc anh chú chứ. Thế mà có ai mất mẹ thằng người được. Năm chung rồi. Tuyệt vời mặt trời. Dưa cà vào. Nhà năm chung rồi. Ăn giỏi quá. Có giỏi rồi. Ở đây cho một tép tỏi nữa bạn. Tỏi một cú rồi. Cho ăn đi. Tỏi một cú rồi. Tỏi tốt mà. Tỏi một cú rồi. Ăn rồi tốt đấy. Tốt rồi. Bạn sẵn đồ à? Bạn là bạn cuối cùng đấy. Bạn cuối cùng của cuộc đời hôm nay. Thánh ăn cái cành giáng sinh như này. Thế mà con bỏ, chúng ta ăn được. Thì để bà ăn bỏ. Không, bỏ phở. Bỏ phở hôm nào nhá, đặt tập khác. Mày bảo là hôm nào rồi, chỉ biết cây không nhá. Hôm nào tao phải ra lên môn chủ quán này. Còn tao đang phải đối nhau, mỗi cần có tù. Tao ra chủ quán này, mất có tù luôn. Cả chết rồi. Hồi xưa rồi, cả chết rồi. Bắt đây bà tù mà. Đúng đấy, bắt đây có tù hơn nữa không? Thì dì ớt qua tỏi đây. Đây tỏi ok tỏi ok nhà ra cả một cái tỏi to như ngón tay ngón chân này. Anh Biển là vui nhá, tao sống tao sống. À có cười đấy, cái hôm nay nó hành mình thế tao sống. Mấy cái đi xa này được anh Biển phục vụ đây phở đã ra đấy. Phở đã ra đưa 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 vào phần kia này bác ít cười bác ít bác bồi cứ bơi ra bỏ ăn đây em ơi. Thật nóng đi ra kia. Tiếp tục. Anh Hiển ơi, em có bắt có giá của anh ơi. Bắt có giá của anh. Ờ, anh là cứ phải ăn thật nhiều giá nào. Anh như thế. Không, về đằng kia. À vâng. Rồi em về nhé. Em đóng em giá rồi. Em quàng vào đây lên bên anh. Đây là ba chủ quán xinh đẹp. Đẹp. Tiết kiệm đi, bỏ vào. Ok, đang vận đàm chỉ chào các em được rồi cả nhà. Anh chào. Cảm ơn em nhé. Vâng. Anh mình kết rồi.
Mời các bác đi không? Mời các bác, mời các bác. Chào mừng bác Thở đâu nha quý vị nhá. Chúng ta chào mừng. Cho ta. Mẹ nở đấy, chào mừng chú Xuân này, chú Duy này bảo là này nọ về đây à. Có tí ngoài 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 nhá. Chú quá là cho ta rượu này, toàn ra đấy một cái. Đấy, toàn này bắt đầu này. Chú Toàn hôm nay là phải đi chân tiếp đón, tại vì không uống rượu nào chân tiếp đón. Anh ăn ngoài. Đúng rồi, chuẩn. Anh ăn ngoài ngoài không? Đúng. Ba chén. Bốn chén. Ăn tỏi nữa. Riêng ăn tỏi nữa. Riêng chút bốn chén ăn cả ớt nữa. Các người nghe nó chào mừng bắt phở lắm hồi vừa thổi qua nào. Chào buổi sáng bắt phở nào. Ăn chưa? Đi cái nơi phở bò mời cả nhà nhá. Hết này nhập rồi. Hôm nay gặp thấy cái cây nhập thấy cái này to mồm vô cái bảy bát kia em đã kêu căng người. Cái tô bảy bát cái bát phở rồi. Cả nhà mình chia sẻ này, xong là mới ăn được một tô phở bò nó ăn tái ăn chín rồi là ăn rau nhiều rau ít là tùy tâm. Đấy còn biển là đây, ổ biển đây. Đây cái này. Cả nhà, ừ, được rồi, từ từ. Anh ơi chia sẻ này là cũng là phở tái nhưng mà anh phải nhiều giá. Cả nhà mình là phải cho thật nhiều giá mà mình thích ăn nhiều rau giá. Có tuổi rồi mà thấy ăn nhiều giờ ăn ngấp lên đấy. Hôm nay mình cả nhà mình cái trẻ này hôm nay là dẫn thánh đen tới canh thánh đấu đỉnh, là thánh đen tới canh phở bê phở bò. Video nó có thời lượng mình xin kết thúc video đây nhá. Cảm ơn cả nhà theo dõi ăn hay cho mình hôm nay mình đăng ký kênh ủng hộ cho biển nhá. Hẹn gặp lại sau. Chào các em ơi, các em cháu ơi. Chào nhà nữa. Chào các. Rượu vào là cứ mãi về tiếng hít với nhau, chi đôi chi non thì nông cảnh cũng gặp nhau cả nhà. Nhận cả nhà tiếp sau nhá, yêu cả nhà rất nhiều, muốn là xem ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn cả nhà tiếp sau nhiều.